Nếu bạn nào theo dõi chuyến đi Đà Lạt của vợ chồng Hoa từ đầu đến giờ thì cũng biết là chỉ có một mình Hoa mang theo con nhỏ. Còn các bạn khác ở trong đoàn thì đa số là đang ở trong trạng thái độc thân vui tính bởi vì họ còn rất là trẻ. Đa số các bạn này đều sinh vào cuối những năm 90 và đầu năm 2000. Mặc dù là các bạn ở trong đây còn rất là trẻ, có nhiều bạn còn đang đi học nhưng mà tiền lãi mỗi tháng thì không dưới vài chục triệu đâu mọi người ạ. Nói tới cái khúc này thì nghe có vẻ hơi đa cấp nhưng mà sự thật là vậy. Nếu mà bạn nào không tin thì có thể qua Facebook của Hoa để tìm hiểu thêm nha. Đối với bản thân Hoa thì Hoa không muốn mình trở thành một người mẹ, một người vợ chỉ biết ở nhà nội trợ chăm con và chờ đợi các đồng lương của chồng đi làm mang về. Hoa luôn luôn muốn mình có thể tự chủ về mặt kinh tế để mình có thể lo cho bản thân mình lo cho con mình mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai khác tất cả những cái comment của mọi người thì hoa đều đọc hết và hoa cũng biết là mọi người muốn tốt cho hoa và tốt cho cherry không phải là hoa bảo thủ không nghe theo những cái lời góp ý của mọi người đâu mà có nhiều cái bắt buộc mình phải lựa chọn cũng giống như cái việc là tại sao lúc nào hoa cũng gửi cherry ở bên nhà bà nội mà không phải là ở bên nhà bà ngoại một phần là từ nhỏ cherry đã được ở gần ông bà nội do lúc trước là hoa còn ở chung với ba mẹ chồng của hoa phần còn lại là cherry nhà hoa bị tăng động và con có phần bị tự kỷ nhẹ nên là con rất là nhút nhát không có theo ai ngoài ông bà nội ba mẹ và bác hai hết trơn á nên là hoa chỉ có thể gửi cho ông bà nội được thôi thôi không thể nào mà gửi cho ông bà ngoại được còn ivy thì còn nhỏ quá con vẫn còn đang bú sữa mẹ làm sao hoa có thể gửi cho ông bà ngoại để đi đà lạt lên mấy ngày được những mâm nào có con nhỏ thì cũng biết là cho các bé ăn uống rất là mất thời gian mà mình đi theo đoàn thì người ta đâu có đợi mình đâu mọi người sau này nếu mà đi du lịch riêng chỉ có gia đình hoa thì chắc chắn là hoa sẽ cho Cherry theo nên là mọi người yên tâm nha dù sao đi chăng nữa thì hoa cũng cảm ơn tất cả những cái lời góp ý của mọi người và hoa sẽ cố gắng thay đổi để cân bằng giữa công việc và con cái